đi ngược chiều trên cao tốc, xe con tông thẳng vào xe lực lượng cảnh sát tuần tra. Bắt đối tượng bị truy nã trong phòng trọ đang tàng trữ ma túy. Người thân khóc ngất đón thi hài thuyền viên tử nạn ở vùng biển đỏ. Nigeria, đám đông sẫm thạp khi nhận phiếu mua hàng, 4 người thiệt mạng. Người hùng 15 tuổi cứu hơn 100 người trong vụ tấn công khủng bố ở Nga. Đi ngược chiều trên cao tốc, xe con tông thẳng vào xe lực lượng cảnh sát tuần tra. Một vụ tai nạn gây sốc mới đây được camera hành trình của một chiếc xe ghi lại trên đường cao tốc số 80 ở bang California, Mỹ. Theo đó, một chiếc xe con màu trắng đã đi ngược chiều và nhắm thẳng vào chiếc SUV của lực lượng cảnh sát tuần tra đang đổ ven đường. Báo cáo sau đó cho biết, may mắn là cả hai viên sĩ quan cảnh sát trên chiếc SUV cùng tài xế chiếc xe trắng đã không bị nguy hiểm đến tính mạng. Cụ thể, CBS News cho hay, hai viên sĩ quan bị thương khá nặng nhưng cuối cùng đã có thể rời bệnh viện chỉ vài giờ sau khi nhập viện điều trị. Người lái xe Toyota RAV4 cũng sống sót với vết thương nhẹ nhưng đã bị tạm giam chờ điều tra. Nhà chức trách cho biết họ đang tìm hiểu vụ việc theo hướng người tài xế cố tình thực hiện hành vi lao xe trên. Bắt đối tượng bị truy nã trong phòng trọ đang tàng trữ ma túy. Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ đối tượng Lê Minh Pha về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, Pha là đối tượng đang bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh truy nã với tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 22 tháng 3, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng với Công an xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai kiểm tra phòng ở của công nhân thuộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Tú thuộc khu vực thôn Sơn Mãn 1, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Lê Minh Pha sinh năm 1993, trú tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, ở trong phòng cùng với hai người bạn. Tại thời điểm kiểm tra, Pha đã chủ động giao nộp hai túi ma túy đá có khối lượng 6,072 gram. Pha cũng khai nhận bản thân đang bị Công an thành phố Hồ Chí Minh truy nã về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Người thân khóc ngất đón thi hài thuyền viên tử nạn ở vùng biển đỏ. Sau gần thời gian dài chờ có chuyến bay chuyên dụng, thi hài đại phó Đặng Duy Kiên, quê quán Vĩnh Bảo, Hải Phòng cũng đã về tới sân bay Nội Bài và được người thân đưa đón, đưa về nhà làm tang lễ. Vào lúc 19 giờ 10 tối ngày 24 tháng 3, thi hài thủy thủ xấu số đại phó Đặng Duy Kiên, 41 tuổi, thường trú tại Trung Hành, Đàng Lâm, Hải An, Hải Phòng đã về tới nhà riêng. Dọc hai bên đường lối vào nhà, người thân, bạn bè, họ hàng và hàng xóm đã đứng rất đông chờ đợi anh. Thoáng thấy bóng xe cứu thương báo đèn từ xa, hai đứa nhỏ con của anh Kiên khóc gào tên bố. Từ trên xe chở quan tài chồng, vợ anh Kiên bước xuống ôm lấy con nức nở. Tất thảy những người chứng kiến không khỏi nghẹn ngào. Sau khi về thăm nhà, thi hài anh Đặng Duy Kiên sẽ được đưa về quê ở xã Tam Cường để làm tang lễ và an táng. Không khí tang thương bao trùm con ngõ nhỏ. Trên quan tài, gia đình đã chuẩn bị sẵn cho anh một chiếc áo thun kẻ mà anh vẫn thích. Sau khi làm thủ tục vào nhà, một số bạn bè, chòm xóm và cơ quan đoàn thể quận Hải An, phường Đàng Lâm cũng đã vào thắp hương, chia buồn cùng với gia đình. Theo đại diện của gia đình chị Miền, sau khi bàn bạc và thống nhất, tang lễ của anh Kiên sẽ được cử hành tại quê nhà ở xã Tam Cương, huyện Vĩnh Bảo vào chiều ngày 25 tháng 3 và sau đó an táng tại quê nhà vào sáng ngày 26 tháng 3. Trước đó, vào ngày 13 tháng 2, con tàu True Confidence, nơi anh Đặng Duy Kiên làm thuyền phó, đại phó, khởi hành từ Singapore đến Ả Rập Xê Út. Ngày 6 tháng 3, khi đi qua biển đỏ, vùng biển được cảnh báo có lực lượng Houthi liên tục thực hiện các cuộc tấn công tên lửa vào các tàu hàng hải thương mại qua đây, thì không may tàu bị tên lửa bắn trúng. Ba thuyền viên trên tàu thiệt mạng, trong đó có đại phó Đặng Duy Kiên, người Hải Phòng. Nigeria, đám đông dẫm đạp khi nhận phiếu mua hàng, 4 người thiệt mạng. Cảnh sát Nigeria cho biết đã có 4 phụ nữ thiệt mạng và 1 người bị thương trong một vụ dẫm đạp nghiêm trọng xảy ra tại phía bắc Nigeria ngày 24 tháng 3. Sự việc xảy ra tại thành phố Bayelsa khi đám đông tập trung tại văn phòng của một doanh nghiệp để nhận phiếu mua hàng mà doanh nghiệp này đã phát tặng nhân tháng lễ Ramadan.
Các nhân chứng cho biết, tình trạng chen lấn, xô đẩy của đám đông đã dẫn đến thảm họa dẫm đạp, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Hiện cảnh sát đã mở cuộc điều tra vụ việc. Trong khi đó, có nhiều nguồn tin cho biết, có 17 người thiệt mạng trong vụ việc này, trong đó có nhiều trẻ em. Nigeria đang vật lộn với tình trạng giá thực phẩm tăng vọt kể từ khi chính phủ quyết định cắt giảm trợ cấp xăng dầu và thả trôi nổi Naira để vực dậy nền kinh tế. Lạm phát nước này đã lên mức cao nhất trong 3 thập kỷ qua là 31,7%, khiến nhiều mặt hàng thiết yếu trở nên xa xỉ đối với một số bộ phận người dân. Với mức thu nhập chưa đến 2 đô la Mỹ trên một ngày, nhiều người Nigeria buộc phải cắt giảm bữa ăn và từ bỏ các sản phẩm như thịt, trứng và sữa. Đầu tháng này, cơ quan ứng phó khẩn cấp của Nigeria cho biết đã tăng cường an ninh tại các kho hàng sau khi hàng trăm người dân đã cướp phá một cửa hàng thực phẩm ở thủ đô Abuja. Thảm sát chấn động Hàn Quốc, người đàn ông giết bạn gái bằng 110 nhát dao, mẹ nạn nhân thuật lại chi tiết đau lòng khi nhận xác con. Những chi tiết liên quan đến việc người đàn ông Hàn Quốc đã sát hại vợ bằng 190 nhát dao vẫn đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Trước khi vụ án xảy ra, cô Choi sống với chồng sắp cưới trong một căn hộ ở quận Gyeongwon, Gangwon vào ngày 24 tháng 7 2023. Trong một lần cãi vã, A đã không kiểm soát được sự tức giận của mình, dùng dao đâm nạn nhân 190 nhát, khiến cho nạn nhân tử vong tại chỗ. Trong quá trình điều tra, anh khai với cơ quan chức năng rằng anh tấn công cô Choi để đáp trả lại sự xúc phạm của cô trong lúc hai người đã cãi vã nhau. Anh ta khai rằng trước khi phạm tội, anh ta đã vô cùng căng thẳng vì những tranh chấp với hàng xóm. Trong một cuộc tranh luận về vấn đề này, thì cô Choi đã dùng từ kẻ chậm phát triển để nói về A, khiến cho A vô cùng tức giận. Sau khi đâm chết Choi, nghi phạm biết đã tự gây thương tích cho mình trước khi gọi cảnh sát và thú nhận tội ác. Ngay sau khi nghi phạm bị bắt giam để phục vụ cho quá trình điều tra, các công tố viên đã đề nghị mức án lên tới 25 năm tù cho tội ác mà nghi phạm gây ra. Tuy nhiên, bất chấp tội ác dã man của bà A, tại tòa án lại khẳng định hành vi tấn công của ông A chỉ là vô tình và xuất phát từ hành động bốc đồng. Đồng thời, một số tình tiết giảm nhẹ tội cho A như việc gọi cảnh sát ngay sau vụ việc cũng đã được tòa nêu ra. Cuối phiên tòa đầu tiên, tòa án đưa ra phán quyết 17 năm tù cho nghi phạm giết người và khiến cho nhiều người vô cùng phẫn nộ trước bản án này. Trong phiên tòa thứ hai của vụ án, mẹ nạn nhân đã tiết lộ chi tiết liên quan đến vụ việc khiến cho nhiều người không khỏi đau lòng. Theo đó, bà cho biết khi nhận được thông báo về vụ việc, bà ngay lập tức đến hiện trường. Tuy nhiên, những người lính cứu hộ đã đến hiện trường là bạn lớp cũ của người con gái bà và chứng kiến một cái chết bi thảm khiến cho nạn nhân bị thương nặng ở vùng mặt và cổ. Những người này đã khuyên mẹ của nạn nhân không nên tận mắt nhìn thấy thi thể. Không bố mẹ nào có thể sống nếu như mà nhìn thấy tình trạng của thi thể, người của hiện trường trong vụ án nói với mẹ nạn nhân. Do vậy, mẹ của nạn nhân đã không thể nhìn thấy con gái lần cuối. Nhưng theo một người chứng kiến thi thể, người quá cố đã bị tổn hại đến mức không thể nhận dạng được khuôn mặt. Chia sẻ của người mẹ trước tòa đã một lần nữa khiến cho nhiều người phẫn nộ trước hành vi bạo lực không kiểm soát của kẻ thù ác. Tuy nhiên, tòa cho rằng việc nghi phạm A báo cảnh sát ngay lập tức, thành khẩn khai báo cũng như là bị ức chế về cảm xúc cũng có thể coi là một tình tiết giảm nhẹ. Theo dự kiến, thì chính bản án chính thức của vụ việc này sẽ được đưa ra vào ngày 17 tháng 4 tới đây. Người hùng 15 tuổi cứu hơn 100 người trong vụ tấn công khủng bố ở Nga. Truyền thông quốc tế đang lan truyền câu chuyện về một thiếu niên 15 tuổi, được xem như người hùng sau khi em dũng cảm giúp hơn 100 người thoát khỏi vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Moscow tuần trước. Theo đài Fox News, Mỹ, hôm 24 tháng 3, người hùng 15 tuổi này tên Islam Khalilov là nhân viên bán thời gian tại nhà hát Krokus City Hall ở ngoại ô Moscow vào thời điểm xảy ra vụ tấn công khủng bố tối ngày 22 tháng 3. Islam Khalilov quen thuộc với tòa nhà này và điều đó giúp cậu hành động nhanh chóng để hướng dẫn những người tại hiện trường tới nơi an toàn. Ban đầu, chúng tôi nghe thấy những âm thanh lạ ở tầng 1. Chúng tôi nghĩ đó có thể là tiếng ồn ào của những người mới đến, Islam Khalilov kể lại. Tuy nhiên sau đó Khalilov thấy mọi người bắt đầu bỏ chạy trong hoảng loạn và chứng kiến cảnh một người đàn ông bị bắn ngay trước mặt. Lúc đó Islam mới biết cậu phải tìm cách thoát thân và giúp những người khác. Nam sinh chia sẻ, cháu hiểu rằng nếu không phản ứng thì cháu và nhiều người sẽ mất mạng. Thành thật mà nói lúc đó rất đáng sợ. Video quay tại hiện trường cho thấy, Khalilov hét lớn về phía những người đi xem buổi hòa nhạc tại Krokus City Hall và hướng dẫn họ đi về phía lối thoát hiểm. Lối này, lối này, lối này, mọi người hãy đi theo lối này. Hãy đến trung tâm triển lãm Expo, nằm bên cạnh, trong cùng khu phức hợp, Khalilov nói. Nam sinh kể lại, khi cháu ở giữa đám đông, bước tới cửa để mở, cháu nghĩ các tay súng có thể đã bước ra khỏi cầu thang hoặc từ thang cuốn và ném lựu đạn hoặc nổ súng giết người. May mắn, không có chuyện gì xảy ra. Cháu đã mở cửa kịp thời và đưa mọi người di chuyển ra ngoài để đến trung tâm triển lãm. Trước đây, bọn cháu đã được chỉ dẫn nơi để đưa mọi người đi nếu có chuyện gì đó xảy ra.
Cháu biết phải đưa mọi người đi đâu để giúp họ an toàn. Tất cả những điều này đã xảy ra trước mắt cháu. Thật lòng mà nói, cháu vẫn còn bị sốc. Một người đàn ông bị bắn ngay trước mặt cháu và cháu cứ nghĩ về chuyện đó. Theo đài RT, Nga, dù được khen ngợi là người hùng, thiếu niên 15 tuổi cho biết cậu không coi mình là người hùng và chỉ làm công việc cần làm của mình. Giải thích điều gì đã giúp cậu vượt qua nỗi sợ hãi, Khalilov trả lời, thà hy sinh bản thân mình còn hơn để 100 người chết. Gỗ lớn từ đốn cây xanh ở thành phố Hồ Chí Minh phơi mưa nắng, bị mối mọt khi chưa kịp đấu giá. Hàng trăm khúc gỗ đốn cây xanh ở thành phố Hồ Chí Minh nằm phơi nắng, phơi mưa chờ đấu giá. Nhiều cây đã mục nát, sâu mọt, không còn giá trị sử dụng. Nơi tập kết lượng gỗ đốn hạ cây xanh là một bãi tập kết nằm tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Bãi tập kết lộ thiên, hàng trăm cây gỗ chất đống phơi nắng, phơi mưa. Đặc biệt, nhiều cây đã bị mục rỗng, mối mọt ăn khoét sâu vào thân. Dù Sở Xây dựng đang thông báo tổ chức đấu giá, nhưng với tình trạng hiện tại, số gỗ này nhiều cây đã không còn giá trị sử dụng. Hiện nay, cây xanh trên đường phố thành phố Hồ Chí Minh đang trong quá trình duy tu, chăm sóc. Nếu phát hiện cây có khuyết điểm, sâu bệnh, sẽ được đề xuất lên Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật thành phố thuộc Sở Xây dựng để đốn hạ. Số gỗ này sẽ được đưa về nơi tập kết tại các bãi do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh quản lý. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.